Sáng nay có rất nhiều máy bay trục trặc và phản lực đang diễn trên bầu trời Hà Nội. Có thể là chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới. Mọi người có thể quan sát thấy được rất nhiều trực thăng cũng như máy bay phản lực ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành gần khu vực Hà Nội và ở Hà Nội. Gần quá, máy bay gần quá.